Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Trưa ngày 6 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông tin đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 6 bị can là cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đó, các bị can gồm NSH 30 tuổi, chú tỉnh Đồng Tháp, vị trí thủ môn, LBGH 22 tuổi, chú tỉnh Thanh Hóa, vị trí tiền vệ, PVP 20 tuổi, chú tỉnh Hải Dương, vị trí tiền đạo. NQH 20 tuổi, chú tại tỉnh Đồng Nai, vị trí tiền vệ. TKA 20 tuổi, chú tỉnh Bến Tre, vị trí tiền vệ. Và NKD sinh năm 2003, chú tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, bị can TKA bị bắt để điều tra về tội đánh bạc. NKD bị bắt để điều tra tội tổ chức đánh bạc. Các bị can còn lại bị bắt để điều tra về hai tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Các quyết định này đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, ngày 24 tháng 12 năm 2023, trong trận đấu giữa câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu và câu lạc bộ SHB Đà Nẵng thuộc khuôn khổ Cúp Sao Vàng diễn ra tại sân vận động Bà Rịa, năm cầu thủ NSH, LBGH, PVP, NQH và TKA, trận đấu này không có cầu thủ NKD đã lên kế hoạch và thống nhất sẽ đá dưới sức sau đó, các cầu thủ đặt cược cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng thắng trên các website cá độ bóng đá. Kết quả trận đấu, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng thắng câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu với tỷ số 3-1. Liên quan đến vụ bán độ trên, ngày 1 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố vụ án khởi tố 5 bị can này về hành vi đánh bạc. Mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra nhận định Ngoài trận đấu trên thì trong trận đấu giữa câu lạc bộ Đồng Nai và câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu tại Cúp Quốc gia trên sân vận động Đồng Nai diễn ra vào ngày 24 tháng 11 năm 2023, NSH, LBGH, PVP, NQH và NKD trận này không có TKA, thỏa thuận thi đấu theo ám hiệu của một người chưa rõ nhân thân lai lịch trên khán đài để đá dưới sức không tấn công ghi bàn. Mục đích để câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu thua câu lạc bộ Đồng Nai với tỷ số 2-0 để hưởng lợi tiền. Cũng theo cơ quan cảnh sát điều tra, sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ này được trả 24 triệu đồng một người.